Đây, cách đây 2 hôm tôi xuống đây thì nước ngập mênh mông các bạn nhé. Không thể vào được. Ngập tới hơn 1 mét, mét rưỡi. Đây, chiều hôm nay thì tôi tranh thủ có việc tôi xuống đây. Nhưng mà tôi nhìn thấy nước ngập mênh mông thế này tôi cũng không thể vào được các bạn ạ. Tôi đành phải quay xe ra. Bây giờ tôi đang tìm cách để tôi lùi xe ra đây. Để tôi đi, nhưng mà phía đằng sau có một cái anh ấy đi xe máy, anh ấy đang bị chết máy, anh ấy không đi được. Đây, các bạn nhìn này, nước đã rút khá nhiều rồi. Đấy, và hở được một số các cái tuyến đường vào đây. Nhưng mà phía trong này tôi nhìn thấy nước vẫn còn mênh mông lắm. Đấy, khu vực bên tay phải các bạn là nhà dân đấy. Ngày hôm qua là ngập lên đến nửa cái cửa sắt đấy cả. Các bạn nhìn cái cảnh sơ xác sau khi mà cái nước lũ sông Hồng đã rút xuống và trơ toàn bộ là cây cối đã bị khô hết. Khi nước rút xuống thì nắng lên thì cây đã khô héo, nhìn trông rất tiêu điều các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ lùi lại nhá. Xin mến chào các bác, anh chị và các bạn nhé. Chiều hôm nay tôi có một chút công việc. Tôi ra cái bãi sông Hồng. Tôi vào một người quen để xem tình hình trong ngày ngập lụt thế nào các bạn ạ. Vì tôi có thấy một số thông tin là nước sông Hồng đã rút xuống rất sâu rồi các bạn ơi. Đây, cái hình ảnh tôi vừa chia sẻ cho các bạn ấy là hình ảnh vào cái con đường vào cái xã Duyên Hà của huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đến ngày hôm nay rút hết rồi các bạn nhìn này. Đây là trường mầm non Duyên Hà, thôn Đại Lan. Đấy, hôm nay xe ô tô thì tôi sẽ đi vào tận trong ngày nhá. Ngày hôm qua nước ngập đến khoảng 2 mét trong khu vực này các bạn ạ. À, ngày hôm qua thì rút rồi. Nhưng mà cách đây khoảng 2 hôm, 3 hôm gì đó thì nước ngập 2 mét. Và đây, hàng rào đây. Đây, toàn bộ hàng rào họ đã phơi hết cả chăn màn rồi, quần áo ra đây. Đây, các bạn nhìn thấy hai bên này. Hôm qua là nước ngập hết. Đây, các bạn nhìn thấy cái vệt của cái nước ngập này. Hàng cây đã khô đấy, đọng bùn đất rồi rác mắc hết lên cành cây thì mình biết là cái nước sông Hồng dâng cao như thế nào. Để tranh thủ thì chiều hôm nay tôi sẽ cùng với các bác anh chị và các bạn cùng với tôi đi xem cái tình hình nước rút dọc bờ đê sông Hồng. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm, khám phá một cái hành trình đặc biệt. Đó là tìm hiểu về tuyến đê sông Hồng. Ngày hôm qua và sáng hôm nay là bà con đã dọn hết đất, lá cây rồi rác ở trên cái lòng đường này rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá, trải nghiệm khám phá. Đây là một hành trình đặc biệt để chúng ta tìm hiểu về cái con đê sông Hồng này. Đây gọi là đê Hữu Hồng các bạn ạ. Nó là thuộc bên tay phải của sông Hồng, theo dòng chảy thì gọi là đê Hữu Hồng. Còn phía bên kia của dòng chảy là đê Tả Hồng.
Đây là một con đê, là một công trình vĩ đại, một công trình lịch sử mang tính quốc gia của Việt Nam các bạn ạ. Con đê sông Hồng này thì bao bọc toàn bộ thành phố Hà Nội, dài khoảng 37 km, trải dài từ huyện Thường Tín đến huyện Thanh Trì, qua các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ. Hiện nay tôi đang di chuyển trên mặt đê các bạn nhé. Đây, hôm qua là nước dâng lên hết cả chân đê này, vẫn còn tàn dư một số các cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy đấy. Đấy, dưới cái lũy tre là nước ngập mênh mông hết lên. Một con đê vô cùng quan trọng các bạn ạ. Không có con đê này thì không bảo vệ được thành phố Hà Nội, bảo vệ được cuộc sống của bà con. Đây, mấy hôm trước tôi đến tôi quay, các bạn nhìn thấy cái vườn chuối nhá. Vườn chuối là ngập hết tận ngọn này, bắt đầu nước rút hết rồi. Chỉ còn phía trong xa kia thì còn tôi nhìn mấp mé nước ở phía bên kia thôi. Còn vườn chuối này là hỏng hết. Đây, chúng ta cùng trải nghiệm nhá. Một hành trình đặc biệt để tìm hiểu về con đê Hữu Hồng này. Đây cũng qua cơn bão Yagi, cơn bão số 3 tràn về thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đã tàn phá gây rất nhiều thiệt hại cho đất nước Việt Nam. Thiệt hại cả của, thiệt hại cả người. Đấy, hôm qua, cách đây mấy hôm này thì toàn bộ trong cái khu vực của dân cư này thì cũng bị ngập hết các bạn ạ. Đấy, nước cũng đã rút hết rồi. Đấy, các bạn sẽ cùng tôi nhé, đi vào đây một chút. Như vậy là bà con nhân dân ở đây rất vui, rất mừng là khi nước sông Hồng đã rút. Đây, ngày hôm qua thì ngập vào tận đây các bạn ơi, vẫn chưa rút hết này. Đấy, tôi định đi vào nhưng không được rồi, vẫn còn ngập này. Có một chiếc xe ô tô người ta cũng phải quay đầu ra này, chắc tôi cũng phải lùi ra thôi, không đi được các bạn ạ. Tôi muốn ghi thêm một chút hình ảnh để các bạn nhìn xem. Ở trong này vẫn còn ngập sâu thế này cơ mà, không thể đi vào được các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi tiếp tục tôi quay ra nhá. Để tôi di chuyển trên con đê Hữu Hồng. Tôi định đi sâu vào để xem tình hình ngập lụt ở đây như thế nào. Thì như vậy là cũng chỉ cạn một số con đường đi vào đây, nhưng mà vẫn còn bị ngập cục bộ các bạn ạ. Bây giờ tôi phải quay ra. Đây, khu vực này là mấy hôm trước là tập kết cứu trợ cho bà con ở vùng ngập lụt của đê sông Hồng đây. Tiếp tục tôi sẽ di chuyển lên mặt đê các bạn nhé. Đấy, phía trên chân đê là hở hết các cái bao tải màu xanh, các bạn nhìn thấy không?
mấy hôm trước là ngập hết, chỉ còn cách khoảng độ 2 mét nữa thôi, 1,5 mét 2 mét thì tới cái mặt của cái đường nhựa này. Qua cái trận bão Yagi và cái trận nước sông Hồng dâng cao gây ra lụt lội thì mới biết tầm quan trọng của những cái con đê bảo vệ những dòng nước dâng lên từ các con sông quan trọng như thế nào các bạn ạ. Thế tôi nhìn bên phải có hai con xe ô tô khách ngày hôm kia, cách đây hai hôm nó ngập còn hở một tí cái nóc thôi, hôm nay thì hở tới cả bánh xe rồi các bạn ạ. Hai con xe 45 chỗ ngồi. Đây các bạn hình dung nhé, ở phía bên phải màn hình các bạn là bên bờ đê của con sông Hồng thì nước ngập tràn lên tới chân đê, thì với cái độ chênh lệch của cái mức nước ở bên chân đê thì nó phải cao bằng cái nóc nhà 2 tầng của phía bên khu dân cư bên tay trái màn hình các bạn ấy. Để biết rằng là con đê mà không có con đê bảo vệ mà nước tràn sang thì toàn bộ cuộc sống sinh hoạt nhà cửa của bà con này sẽ cuốn theo dòng lũ hết. Thì đây chúng ta biết được cái tầm quan trọng của những con đê. Thì con đê Hữu Hồng này thì được trải dài khoảng 37 km, bao bọc toàn bộ cái kinh thành Thăng Long xưa. Thì từ thời nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê và đến nhà Nguyễn và đến hiện tại bây giờ thì hàng năm đều được tu bổ xây dựng, và đến ngày hôm nay thì con đê này nó như thế này đấy các bạn ạ. Đây là một công trình vĩ đại, một công trình lịch sử, một công trình quốc gia của cả nước. Đây hiện nay tôi đã di chuyển tới qua cái địa phận của xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì và tiến vào cái quận Hoàng Mai. Thì tôi sẽ ghi hình ảnh chiều dài tuyến đê này các bạn xem nhé. Tôi cố gắng tôi sẽ ghi hình ảnh về tới chân cầu Vĩnh Tuy để chúng ta hình dung được, nếu không có cái con đê Hữu Hồng này thì cuộc sống của bà con trong trung tâm của thành phố Hà Nội sẽ rất là lo lắng khi mà đê sông Hồng không được bảo vệ thì dòng nước của dòng sông Hồng dâng cao khi mùa lũ lên thì nó nguy hiểm như thế nào. Đây, từ cái bờ tường của cái chân đê này mà ra tới mép nước sông Hồng những ngày thường ấy thì nó phải dài đến khoảng 1 km đấy các bạn, phải đến 1 cây số thì mới ra tới cái mép nước của sông Hồng. Nhưng mấy hôm do ảnh hưởng của bão Yagi, cơn bão số 3 thì nó đã tràn vào tới chân đê này. Đây một cái thành trì thành lũy để bảo vệ thủ đô, bảo vệ hàng triệu con người. Chiều dài của tuyến đê sông Hồng này mà kéo dài từ Nam Định, Thái Bình mà về tận Phú Thọ thì phải rơi vào hơn 200 km.
Nhưng mà chạy bao bọc quanh thành phố Hà Nội thì nó khoảng 37 km các bạn ạ. Đấy, con đê ngày nay thì qua hơn 1.000 năm, từ thời nhà Lý đến bây giờ. Con đê này có tuổi đời hơn 1.000 năm các bạn ạ. Khi được khôi phục và cái tầm quan trọng của con đê để nó phát triển cho cả về kinh tế, rồi bảo vệ an ninh cuộc sống của người dân, thì từ thời Pháp thuộc đô hộ thì cũng đã được quan tâm và xây dựng con đê này hàng năm các bạn ạ. Và đến khi ngày nay thì đã được nhà nước cho đầu tư để trở thành một con đê kiên cố vĩ đại để bảo vệ dòng nước sông Hồng dâng cao, và đồng thời kết hợp là một trục đường giao thông để vận tải hàng hóa và phục vụ cho an ninh quốc phòng. Thì về xa xưa con đê này mặt đường chỉ là mặt đường đất thôi các bạn ạ. Nhưng bây giờ đã được thảm nhựa asphalt hết rồi. Và mặt đê được mở rộng khoảng hơn 10 mét. Và có hai làn xe đi ngược chiều nhau. Đây, bức tường thành trì của con đê này được xây dựng rất kiên cố. Toàn bộ là được ghép các cái mảnh đá trộn với lại cả vữa xi măng để tạo thành một bức tường để bao quanh với mặt đê các bạn ạ. Bây giờ tôi đang di chuyển vào cái địa phận thuộc quận Hoàng Mai nhá. Đây vẫn là địa phận quận Hoàng Mai các bạn ạ. Đấy, phía trước mặt các bạn là cái khu đô thị nhà cao tầng Gamuza. Đấy, phía đó là khu đô thị thuộc quận Hoàng Mai rồi. Con đê này chạy xuyên suốt cái chiều dài của bờ sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội. Thì được cắt qua mấy con cầu các bạn ạ. Như cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương, cầu Long Biên lịch sử, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Tí nữa thì chúng ta sẽ di chuyển tới cái gầm cầu là cầu Thanh Trì các bạn nhé. Hôm nay một hành trình đặc biệt, không phải đường trong phố các bạn ạ, mà đường đê, một con đường, một công trình vĩ đại, một công trình lịch sử, một công trình tầm cỡ quốc gia. Đấy, cũng qua cái đợt tàn phá của cơn bão Yagi, cơn bão số 3, thì tôi cũng ghi hình ảnh cho các bạn biết một cái công trình đặc biệt quan trọng để bảo vệ những lũ lụt, bão tố khi xảy ra. Ở đây thì thỉnh thoảng có một cái cửa khẩu các bạn nhé. Đây, khi mà nước có dâng cao báo động số 3, trên số 3 thì các cửa khẩu này sẽ được đóng lại này.
mấy hôm trước thì con sông Hồng ven theo thành phố Hà Nội đã có cái báo động là trên số 2 rồi, sắp sửa báo động số 3. Thì cũng rất may mắn là nước sông Hồng đã rút, thì đã ổn định lại cái cuộc sống của bà con ven sông, chạy suốt từ quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình đấy, cho đến huyện Thanh Trì, Thường Tín các bạn ạ. Thì chắc là mấy ngày hôm nay thì bà con đã xuống tổng vệ sinh, thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị quay lại với cuộc sống đời thường. Thì qua đây thì tôi mới chứng kiến rằng cái tầm quan trọng của một cái con đê như thế nào. Đấy, có một cái nhà màu vàng, các bạn nhìn thấy cái nhà này, cái gọi là điếm canh đê đấy các bạn ạ. Đấy, nhà này là để cho cái đoàn công tác vào đây để trực phòng tránh bị vỡ đê, bảo vệ đê, rồi kiểm tra thường xuyên các cái sự cố tiềm ẩn gây ra hư hỏng của con đê các bạn ạ. Đây là địa phận phường Lĩnh Nam thuộc quận Hoàng Mai các bạn ơi. Thì bây giờ mới biết rằng là cái tầm quan trọng, vô cùng quan trọng của con đê Hữu Hồng này. Mấy hôm trước tôi có đi một vòng thì thấy cái nước sông Hồng dâng rất cao, mà mình chỉ lo rằng là nó qua cái báo động cấp 3, số 3 thì rất nguy hiểm, tràn vào đê. Nhưng mà không bao giờ có cái chuyện có thể tràn qua được cái con đê này được các bạn ạ. Đây, rẽ phải đây, chúng ta vào cửa khẩu nhé. Trong này như là cái cảng Hà Nội các bạn ạ. Đấy, cái cảng này nó chỉ là cái cảng đường sông thôi các bạn ạ. Đấy, phía ngoài đê các bạn nhìn thấy rất nhiều các ngôi nhà cao tầng của bà con nhân dân. Họ xây dựng ở ngoài, gọi là mình gọi là bên bãi đi, bờ bãi sông Hồng. Mà khi nước ngập lên thì ngập hết cả vào tầng 1, nửa tầng 1 luôn. Trước mặt là cầu Thanh Trì nhé. Con đê này sẽ đi dưới gầm cầu Thanh Trì các bạn ạ. Đây là cây cầu đầu tiên mà con đê Hữu Hồng này là đi qua, mà là chiếc cầu đầu tiên là được bắc qua mặt con đê Hữu Hồng này. Bên đây rẽ phải mới vào cảng Hà Nội các bạn ạ. Đây, một đoàn xe tải, xe ra xe vào. Cảng này gọi là cảng đường sông. Đấy, còn đây là cái thân của cầu Thanh Trì các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ đi dưới gầm cầu Thanh Trì, trên mặt con đê Hữu Hồng này. Để
nhân tiện thì tôi muốn ghi hình ảnh để cho các bác anh chị và các bạn và mọi người cùng biết. Khi mà lũ lụt dâng cao, khi mà bão lũ tràn về, mà nước tất cả những con sông dâng lên, thì quốc gia nào cũng thấy rằng cái tầm quan trọng của những con đê. Từ đời xa xưa rồi, thì con đê này là con đê để bảo vệ cuộc sống của người dân. Con đê được bảo vệ cuộc sống của hàng triệu dân của thành phố Hà Nội các bạn ạ. Nó như là một bức tường thành trì để chống với lại cả giặc thiên nhiên này. Tôi cũng chưa bao giờ có một cái ý định là tôi trải nghiệm hoặc là khám phá cái cung đường này. Nhưng mà qua cái cơn bão tàn khốc Yagi, cơn bão số 3, làm cho mực nước các con sông của miền Bắc Việt Nam dâng cao báo động số 2, số 3, thì tôi mới thấy cái tầm quan trọng của nó. Thì tôi quyết định là có công có việc, và tôi sẽ chia sẻ hình ảnh để cho mọi người chúng ta đều biết được cái tầm quan trọng của con đê. Đến chân cầu Vĩnh Tuy thì tôi xin được kết thúc cái video này các bạn nhé. Tôi chỉ muốn có một cái hành trình ngắn ngắn, hành trình đặc biệt, để muốn tìm hiểu về cái con đê Hữu Hồng này và cái tầm quan trọng của nó như thế nào sau cái trận bão Yagi, trận bão số 3 ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội, để chúng ta sẽ được biết thêm và hiểu thêm về cái tầm quan trọng của những con đê ven sông. Nên bây giờ chúng ta đang di chuyển vào cái địa phận thuộc quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội. Những con đê này còn kéo dài qua quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, quận Tây Hồ và lên một số các cái huyện ngoại thành của Hà Nội nữa. Thì tôi chỉ cố gắng ghi một số hình ảnh, một khúc của con đê này thôi. Thế các bạn nhìn thấy này, vừa là con đê và mặt đê cũng trở thành một cái tuyến đường giao thông huyết mạch này, chạy ven thành phố Hà Nội. Nên nếu mà nước sông Hồng mà còn tiếp tục dâng cao mà không hạ xuống thì những nhà dân ở bên tay phải màn hình các bạn này cũng bị ngập hết. Bạn thấy đông không? Rất nhiều phương tiện tham gia giao thông trên cái mặt đê Hữu Hồng này.
Đây con đê này thì chúng ta chạy thì về phía sau. Phía sau mà tôi đang di chuyển thì chúng ta về qua huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên và có thể đi về Nam Định và Thái Bình. Và phía trước chúng ta có thể đi về tỉnh Phú Thọ. Đây, cái bờ đê sông Hồng này trải dài như vậy các bạn ạ. Còn toàn tuyến cái đê sông Hồng này của khu vực miền Bắc là dài khoảng đâu theo tôi biết là khoảng 1.300, hơn 1.300 km. Nhưng mà chạy trên cái địa phận của thành phố Hà Nội là khoảng 37 km. Bây giờ tôi di chuyển tới, chuẩn bị tới chân cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Đây rẽ phải chúng ta ra cảng Hà Nội cũng được này. Đây, đây một cái cửa khẩu này. Đi ra cảng Hà Nội, tức là cảng sông. Mấy hôm trước ở trong cảng này ngập hết rồi. Chắc sau khi nước rút thì là trong cảng đã cho hoạt động trở lại. Đây, phía hai bên bờ đê là nhà cửa san sát, coi như là phố phường hai bên luôn. Đây là cây cầu thứ hai, là cây cầu Vĩnh Tuy, được bắc qua mặt bờ đê các bạn ạ. Đây phía trước các bạn nhá. Đây là cầu Vĩnh Tuy đấy. Đây, bên tay phải là đường dẫn để đi lên cầu. Còn phía trước tôi vẫn đang di chuyển này, vẫn ở trên cái con đê Hữu Hồng. Đây cầu Vĩnh Tuy được bắc qua cái mặt của con đê Hữu Hồng nha các bạn ạ. Đấy, bờ đê chúng ta vừa đi qua và đến đây vẫn là gọi là bờ đê Nguyễn Khoái các bạn nhé, thuộc cái trục của con đê Hữu Hồng này. Và bây giờ tôi xin được kết thúc cái hành trình đặc biệt chia sẻ về hình ảnh con đê Hữu Hồng để gửi tới các bác anh chị và các bạn cùng xem cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Đấy, cảm ơn các bác anh chị và các bạn đã xem hết cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.